Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Nga nóng mặt cảnh cáo từng đồng minh NATO của Ukraine. Mới đây, ông Naryshkin khẳng định Nga sẽ trừng phạt mọi quốc gia NATO hỗ trợ Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp. Phải trừng phạt những nỗ lực của từng đồng minh NATO của Ukraine, những bên cung cấp vũ khí tầm xa vươn sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Naryshkin nói với tạp chí National Defense hôm 20 tháng 11. Ông Naryshkin cho hay, giới lãnh đạo phương Tây bắt đầu nhận thức rõ hơn về mức độ nghiêm trọng trong ý định của Nga. Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan tình báo ở nước ngoài nhấn mạnh, phương Tây nên hiểu cần phải kiềm chế hành động hơn nữa để không dính líu tới xung đột quân sự trực tiếp với chúng tôi, bởi điều này sẽ dẫn tới hậu quả thảm khốc cho họ. Ngày 19 tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê duyệt bản cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó có quy định Moscow có khả năng trả đũa nếu một quốc gia phi hạt nhân được một quốc gia hạt nhân hậu thuẫn tấn công Nga. Ông Naryshkin cho biết, những thay đổi này trên thực tế loại trừ khả năng đánh bại lực lượng vũ trang Nga trên chiến trường. Trong khi đó, sau khi bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa, Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã phê duyệt cung cấp mìn chống bộ binh cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, dù cả Nga và Mỹ đều chưa ký công ước về lệnh cấm mìn chống bộ binh, Ukraine đã ký công ước này. Chúng tôi hành động dựa trên những gì chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm thể hiện. Họ hoàn toàn cam kết tiếp tục xung đột Ukraine và đang làm mọi cách để thực hiện mong muốn này trong khoảng thời gian còn lại, ông Peskov nói. Cùng ngày 20 tháng 11, Reuters đưa tin ông Putin sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, song loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ và nói Kiev phải từ bỏ ý định gia nhập NATO. Khi được hỏi về thông tin của Reuters, ông Peskov cho biết Tổng thống Nga sẵn sàng tiếp xúc và đàm phán nhưng từ chối đóng băng xung đột. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là đạt được các mục tiêu mà các vị đều biết rõ đó là gì. Đài RT dẫn lời người phát ngôn Peskov. Ông Trump im lặng bí ẩn sau khi Mỹ cởi trói tên lửa tầm xa cho Ukraine. Đến nay, ông Donald Trump vẫn giữ im lặng trước quyết định của Tổng thống Biden về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga vì ông có một chiến lược lớn riêng. Trong cuộc trò chuyện gần đây bên lò sưởi với Tổng thống đắc cử Donald Trump, ông Joe Biden đã giải thích rằng việc ủng hộ Ukraine là vì lợi ích của Mỹ. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng nếu Nga chiến thắng trên chiến trường Ukraine, Mỹ có thể bị kéo vào một cuộc xung đột quy mô lớn hơn ở châu Âu, một lập luận mà ông Trump từng phản bác trong chiến dịch tranh cử và ngay cả khi ông đắc cử. Tuy nhiên, khi ông chuẩn bị quay lại Nhà Trắng với cam kết chấm dứt cuộc xung đột ngay từ đầu, có thể ông Trump đang xem xét những lý do hợp lý để lắng nghe quan điểm của người tiền nhiệm, theo báo Telegraph. Tổng thống đắc cử thứ 47 của Mỹ cam kết thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột. Ông hiểu rằng, dù là Nga hay Ukraine, cả hai đều mong muốn đàm phán từ vị thế mạnh mẽ. Chưa đầy một tuần sau cuộc trò chuyện này, Tổng thống Biden đã có quyết định gây chú ý khi cho phép Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nhiều người ủng hộ ông Trump, bao gồm cả con trai ông, đã chỉ trích động thái của chính quyền Biden. Tuy nhiên, các cộng sự thân cận của ông Trump, bao gồm những người được đề cử vào các vị trí quan trọng như Bộ trưởng Ngoại giao, Cố vấn An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng, lại giữ im lặng một cách kỳ lạ. Mai Wan, Cố vấn An ninh Quốc gia tương lai cho rằng, quyết định cho phép Ukraine sử dụng ATACMS là một sự leo thang, nhưng thay vì chỉ trích, ông cho rằng đó là một chiến thuật của Nhà Trắng. Ông nhận định, Tổng thống đắc cử đang tập trung vào một chiến lược lớn để kết thúc xung đột Nga-Ukraine. Theo ông, Mỹ cần cung cấp đủ hỏa lực cho Ukraine để buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán, dựa trên kế hoạch được các cố vấn chính sách của ông Trump đưa ra. Việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình có thể giúp Mỹ tập trung vào mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại là đối trọng với Trung Quốc, đồng thời giảm bớt sự can thiệp của Washington vào các mối quan hệ với đồng minh. Trong khi đó, tình hình Ukraine đang dần suy yếu với quân lực bị tê liệt do thiếu hụt nhân lực, trong khi Nga vẫn tiến quân chậm nhưng đều đặn trên hầu hết các mặt trận. Ngoài ra, có thông tin cho rằng Triều Tiên có thể triển khai tới 100.000 quân sang Nga. Tuy nhiên, con số mới nhất từ Washington cho thấy 10.000 binh sĩ Triều Tiên sẽ tham gia vào lực lượng 50.000 quân Nga để giành lại khu vực Kursk bị Ukraine tấn công từ tháng 8, khu vực mà Ukraine được chấp thuận sử dụng hệ thống ATACMS. George Barrot, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng sự xuất hiện của binh sĩ Triều Tiên và sự chuyển giao quyền lực tại Mỹ có thể là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định cởi trói tên lửa tầm xa của Mỹ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa đưa ra bình luận về động thái của Mỹ liên quan đến vụ tấn công tầm xa mà họ cung cấp cho Ukraine. Theo Reuters, vào ngày 18 tháng 11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng ủng hộ quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong một phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển G20 tại Rio de Janeiro, Brazil, ông Macron cho rằng đây là một quyết định đúng đắn của Mỹ nhằm giúp Ukraine củng cố khả năng tự vệ trước các hành động quân sự của Nga. Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng trong bối cảnh xung đột kéo dài ở Ukraine, việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine không chỉ là một phần của chiến lược quốc tế nhằm hỗ trợ quyền tự vệ hợp pháp của Ukraine, mà còn phản ánh cam kết của các quốc gia phương Tây đối với việc duy trì an ninh và ổn định ở khu vực châu Âu. Quyết định này cũng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cường quốc phương Tây đối với Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Phát biểu của ông Macron được đưa ra trong khuôn khổ hội nghị G20, nơi các nhà lãnh đạo quốc tế tụ hội để thảo luận về các vấn đề kinh tế toàn cầu. Dù vậy, cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp tục là một chủ đề nóng, gây chia rẽ trong cộng đồng quốc tế, với nhiều quốc gia có quan điểm khác nhau về cách thức can thiệp vào cuộc chiến và mức độ hỗ trợ cho Ukraine. Nhận định của Tổng thống Pháp được xem là một sự khẳng định cho chính sách hỗ trợ Ukraine mà phương Tây đang theo đuổi, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Nga, khi các vũ khí phương Tây tiếp tục được chuyển tới Ukraine trong các gói viện trợ quân sự. Ukraine không ngừng nhận tin vui, khẳng định Nga không thể thắng trong cuộc xung đột. The Guardian cho hay chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ của Nga. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil, Thủ tướng Starmer nhấn mạnh Anh cần phải tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, trong khi các nguồn tin ngoại giao cho biết họ mong đợi các nước châu Âu khác cũng sẽ theo bước Mỹ trong việc cởi trói vũ khí tầm xa cho Ukraine. Mặc dù không đi sâu vào chi tiết hoạt động, song nhà lãnh đạo Anh thừa nhận cần phải làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ Ukraine, nơi mạng lưới điện bị hư hại nghiêm trọng bởi các đợt tập kích của Nga. Tôi đã nói rất rõ ràng từ lâu rồi, chúng ta cần phải nỗ lực gấp đôi. Chúng ta cần đảm bảo Ukraine có những gì cần thiết trong thời gian cần thiết. Chúng ta không thể để Nga thắng trong cuộc xung đột này, Thủ tướng Anh nói. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Biden được cho là đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ có tầm bắn 300 km, còn Storm Shadow của liên danh Anh-Pháp-Ý có thể tấn công mục tiêu cách 250 km. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cũng cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron đã nói rằng Paris sẵn sàng xem xét bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa như tên lửa Storm Shadow. Đáp lại quyết định của Anh, Mỹ, giới chức Nga cáo buộc phương Tây đang đổ thêm dầu vào lửa và cũng là bên tham gia trực tiếp vào xung đột ở Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 18 tháng 11 cảnh báo Nga có thể triển khai vũ khí chưa từng sử dụng để đáp trả việc phương Tây dỡ bỏ hạn chế tên lửa tầm xa với Ukraine. Nếu Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ chúng tôi, sẽ đồng nghĩa với việc Mỹ và các quốc gia đồng minh của họ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột chống lại Nga, cũng như sự thay đổi căn bản về bản chất của cuộc xung đột. Khi đó, phản ứng của Nga là sẽ phù hợp và hữu hình, RT dẫn lời bà Maria Zakharova. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vẫn im lặng về vấn đề này, song con trai ông cáo buộc điều đó chẳng khác nào muốn làm leo thang xung đột. Tỷ phú Elon Musk, một đồng minh thân cận của ông Trump, cũng viết trên X rằng Nga sẽ đáp trả có qua có lại trước quyết định của Mỹ. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.